Tin khẩn cấp về cơn bão Côn Sơn. 13 giờ chiều nay 10 tháng 9, vị trí tâm bão số 5, bão Côn Sơn ở khoảng 15,7 độ vĩ Bắc, 112,2 độ kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Nam khu vực quần đảo Hoàng Sa. Cường độ bão mạnh thêm một cấp so với hôm qua, lên cấp 10 và cấp 12. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, tốc độ 10 km một giờ và có khả năng mạnh thêm. Đến 7 giờ sáng mai 11 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,8 độ vĩ Bắc, 110,3 độ kinh Đông, cách bờ biển Quảng Trị, Quảng Nam khoảng 230 km về phía Đông. Cường độ bão lúc này mạnh lên cấp 11 và cấp 13. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do bão cấp 3. Do ảnh hưởng của bão từ đêm nay đến ngày mai, khu vực phía Bắc và giữa biển Đông có mưa. Gió xoáy mạnh cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10, sau tăng lên cấp 11 và cấp 13. Sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động dữ dội. Không chỉ gây thời tiết xấu trên biển, quá trình dịch chuyển gần hơn của cơn bão Côn Sơn cũng chính là nguyên nhân khiến cho gió mùa Tây Nam ở phía Nam tiếp tục mạnh hơn. Nên trong đêm nay và ngày mai, dự báo khu vực tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tiếp tục có mưa nhiều nơi, có vài nơi mưa vừa và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Côn Đảo có gió Tây Nam mạnh cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Dự báo thời tiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đêm 10 tháng 9, khu vực thành phố Vũng Tàu, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay và trưa chiều mai có mưa, mưa rào và có nơi có dông, ngày nắng gián đoạn, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, độ ẩm tương đối 75 đến 80%. Khu vực huyện Côn Đảo, nhiều mây có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, độ ẩm tương đối 80 đến 85%. Vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Côn Đảo nhiều mây có mưa rào và dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh và lốc xoáy, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km trong mưa. Trên biển gió Tây Nam cấp 5, cấp 6 và cấp 7 biển động. Tại Vũng Tàu ngày 11 tháng 9, mực nước cao nhất 370cm xuất hiện lúc 17 giờ, thấp nhất 120cm xuất hiện lúc 23 giờ.